Gần đây, trò cua hay ném trứng là một trò đánh bài giống như poker, tú lơ khơ đã trở nên phổ biến trong giới chính trị và kinh doanh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ đăng nhiều bài viết chỉ trích trò ném trứng, cho rằng trò chơi này khiến các quan chức lâm vào trạng thái nằm ngửa và chán nản. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, nó đã lập tức bị nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc khác phản đối mạnh mẽ. Liên quan đến hiện tượng bất thường này, một số nhà phân tích cho rằng thú chơi ném trứng hiện nay tại Trung Quốc có phần tương tự như trò đánh bài diệp tử hí vào cuối thời nhà Minh. Và đây là dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của một triều đại. Đặng Hiểu, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin chính có trong bản tin ngày hôm nay và thông tin chi tiết như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Đằng sau việc nghiệp báo thanh niên Bắc Kinh chỉ trích trò ném trứng. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8, Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đã đăng nhiều bài viết chỉ trích trò chơi ném trứng đang phổ biến trong xã hội Trung Quốc và thậm chí trong cả giới quan chức. Ban đầu, bài báo yêu cầu mọi người cảnh giác với việc nghiện chơi ném trứng sẽ làm suy đổi ý chí. Các bài báo sau đó lại chỉ trích hiện tượng toàn dân chơi ném trứng sẽ khiến giới quan chức bị nhiễm phong trào nằm ngửa, khiến tinh thần chán nản, và cuối cùng, chỉ trích việc chơi bài sẽ dẫn đến hình thành các băng nhóm kết bè phái nhằm thẩm thấu và ảnh hưởng đến hệ sinh thái chính trị. Trước đó, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng nhiều lần cảnh báo rằng các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc không được tham gia vào các vòng tròn quan hệ hay bè phái nhỏ. Cùng với vị thế chính trị của Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh là tờ báo chính thức của Ủy ban thành phố Bắc Kinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số người suy đoán rằng các chỉ thị cấp cao có thể đã đứng đằng sau hành động lần này của Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh. Vì vậy, khi tờ báo nâng trò chơi ném trứng lên tầm chính trị, nguồn gốc cũng như mục đích của nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Đồng thời, nó cũng gây ra phản ứng dữ dội từ dư luận và giới truyền thông địa phương tại Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 8, tài khoản WeChat của Tân Hoa Nhật Báo và Giang Đông Quan Triều, hai cơ quan ngôn luận khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài báo dài nhằm phản bác lại việc chỉ trích cho ném trứng với luận điểm. Ném trứng chỉ là một cách giải trí được nhiều người lựa chọn. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc hay liên quan đến mấu chốt thì không cần ai đến phán xét đúng sai. Đừng dùng ngòi bút làm vũ khí. Cùng ngày, trang tin tức chính quyền tỉnh Hồ Nam RedNet cũng đăng bài bình luận tố cáo việc chỉ trích cho ném chứng của nhật báo thanh niên Bắc Kinh là gắn hết các nhãn hiệu xấu xa mà họ có thể tưởng tượng được và phát huy hết sức để gán tội cho nó. Trước tình hình đấu đá công khai giữa các cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Lý Nguyên Hoa, cựu phó giáo sư tại Đại học Capital Normal, nói với báo sĩ Epoch Times rằng các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tranh cãi về trò ném trứng, chắc chắn phải có lý do chính trị đằng sau. Đây có thể là một cuộc chiến bí mật giữa các phe phái chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các phe phái chính trị đang lợi dụng vấn đề này để tấn công lẫn nhau. Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Thanh niên thành phố Bắc Kinh. Tổng biên tập của tờ báo là Mao Hiểu Cương. Và Bắc Kinh là lãnh thổ của Thái Kỳ, giám đốc tuyên truyền hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hiện là Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị. Khi Mao Hiểu Cương giữ chức Phó Bí Thư Thành ủy Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017, thì lúc đó Thái Kỳ cũng được bổ nhiệm làm Bí Thư Thành ủy Bắc Kinh. Trương Thiên Lượng, cựu giáo sư trợ giảng của Đại học George Manson và hiện là giáo sư tại Đại học Phi Thiên New York, cho rằng mặc dù tranh chấp về trò ném trứng nhìn bề ngoài là tranh chấp giữa các cơ quan truyền thông như Nhật Báo Thanh niên Bắc Kinh và Tân Hoa Nhật Báo, nhưng thực chất đó có thể là tranh chấp giữa Thái Kỳ và Thủ tướng Lý Cường của Trung Nam Hải. Nguồn gốc và sự phổ biến của trò ném trứng tại Trung Quốc dan hay ném trứng là một trò chơi poker có nguồn gốc từ Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc. Trò chơi này sử dụng hai bộ bài gồm 108 lá bài, cần 4 người chơi chia làm hai đội. Nguyên tắc cơ bản là chấn áp đối thủ bằng loại bài lớn hơn. Ước tính có hơn 20 triệu người ở các tỉnh Giang Tô và An Huy thường xuyên chơi trò ném trứng, vào khoảng 140 triệu người trên toàn quốc chơi trò này. Năm 2014, ném trứng được liệt kê là di sản văn hóa phi vật thể thứ năm của thành phố Hoài An. Năm 2017, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã ban hành quy tắc thi đấu thống nhất về ném trứng. Cuối năm 2022, cơ quan này xây dựng quy tắc thi đấu trò chơi này tại Đại hội Thể thao Trí tuệ Toàn quốc lần thứ 5. Đến đầu năm 2024, Tổng cục Thể thao lại ban hành hướng dẫn kỷ luật và hình phạt đối với môn thi ném trứng. Tân Hoa Nhật Báo là tờ báo đầu tiên đứng lên bóc bỏ ý kiến phản đối việc Nhật Báo Thanh niên Bắc Kinh chỉ trích cho ném trứng. Đây cũng là cơ quan ngôn luận chính thức của tỉnh Ủy Giang Tô, nơi khởi nguồn của cho ném trứng. Tỉnh Giang Tô cho đến nay đã có rất nhiều nỗ lực để quảng bá văn hóa đập trứng. Hơn nữa, trong quá trình này, nó đã nhận được sự hỗ trợ gián tiếp từ hai thủ tướng Trung Quốc là Lý Khắc Cường và Lý Cường. Thủ tướng đương nhiệm Lý Cường từng giữ chức bí thư tỉnh ủy Giang Tô từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017. Trong nhiệm kỳ của ông, tỉnh này đã tổ chức hội nghị phát triển Giang Tô đầu tiên là một nét văn hóa đại chúng ở Giang Tô. Ném trứng cũng trở thành một trong những điểm nổi bật của hội nghị. Tuy nhiên, ông Lý Cường và ông Thái Kỳ luôn bị cáo buộc là bất đồng quan điểm. Vì vậy, việc chỉ trích cho ném trứng được cho là có liên quan đến Thái Kỳ và sự kiện này đã đánh dấu một xu hướng mới trong mâu thuẫn nội bộ giữa các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ném trứng trở thành văn hóa nơi làm việc ở Trung Quốc những năm gần đây, các doanh nghiệp và ngân hàng Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn trong nước trong bối cảnh nguồn vốn nước ngoài cạn kiệt. Một cách phổ biến có thể giúp hỗ trợ các dự án huy động vốn là xây dựng quan hệ thông qua trò chơi ném trứng. Các báo cáo liên quan từ các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cho thấy, ném trứng không chỉ phổ biến trong giới tài chính, doanh nghiệp và giới quan chức mà thậm chí còn được cư dân mạng mệnh danh là một loại tiền tệ xã hội mới trong giới tài chính. Về vấn đề này, ông Lý Nguyên Hoa cho biết, do nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, các công ty nước ngoài rút vốn đầu tư và hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Trong khi đó, các quan chức nắm giữ quỹ đầu tư, dự án phê duyệt đều chơi trò ném trứng, nên các công ty nếu muốn lấy được quỹ hay dự án của chính phủ thì họ cũng phải học cách chơi ném trứng. Gần đây, có tin đồn các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp trung ương cũng đã ban hành các lệnh liên quan đến việc cấm nhân viên chơi trò ném trứng trong khu vực văn phòng. Trên thực tế, Lục Hùng Văn, trưởng khoa quản lý tại Đại học Phúc Đán là người đầu tiên công khai chỉ trích trò ném trứng. Tại lễ tốt nghiệp của sinh viên năm 2024 của Trường Quản lý Đại học Phúc Đán, ông Lục Hùng Văn đã đề cập trong bài phát biểu của mình rằng làn gió ném trứng đang càn quét khắp đất nước và thổi vào mọi ngóc ngách, nhưng nó là một biểu hiện của xã hội mất đi quyền lực và tinh thần kinh doanh là làn gió trốn chạy và suy đồi. Trong những năm gần đây, hàng loạt vụ chấn áp những quan chức nằm ngửa không làm việc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chứng tỏ tình trạng quan chức nằm ngửa đang lan rộng. Vào ngày 30 tháng 9 năm ngoái, tạp chí Cầu Thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, nói rằng cần tăng cường sự dẫn dắt của dư luận và ngăn chặn sự phát triển và lan truyền của những tư tưởng tiêu cực như nằm ngửa. Vào thời điểm đó, Tấn Hoa, bút danh giám đốc điều hành của một tập đoàn truyền thông nổi tiếng của Trung Quốc, nói với dĩ Boktham rằng, xét từ các quan chức mà ông đã liên hệ trong hệ thống, đại đa số các quan chức đều không hài lòng với tình hình hiện tại của Trung Quốc họ bất mãn với những hành động ngang ngược và liều lĩnh của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua, dẫn đến kinh tế trì trệ và suy thoái. Các nhà phân tích cũng cho rằng có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến quan chức các cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến vào trạng thái nằm ngửa và chỉ thích chơi bài. Cây chưa đổ, bầy khỉ đã tán, những đấu tranh nội bộ vẫn còn đang tiếp tục. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của một triều đại một số nhà phân tích cho rằng, thú chơi ném trứng hiện nay tại Trung Quốc có phần tương tự như trò đánh bài diệp tử hí vào cuối thời nhà mình. Vào thời kỳ đó, hầu hết các quan chức đều đam mê chơi bài diệp tử hí, mê muội mất hết ý chí vì chơi đùa được coi là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn và sụp đổ của nhà Minh. Ngô Mai Thôn, một nhà văn vào cuối triều đại nhà Minh và đầu nhà Thanh đã nói, nhà Minh vong vì mã điếu, trong đó mã điếu chính là diệp tử hí. Diệp Tử Hí có tổng cộng 40 lá bài được chia thành các bộ khác nhau theo màu sắc và số tiền. Vào cuối thời nhà Minh, trò chơi này trở nên phổ biến khắp cả nước và được sử dụng để đánh bạc. Vào thời Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Trương của nhà Minh, bất cứ ai bị bắt quả tang đánh bạc sẽ bị cắt cụt tay chân, bất kể họ là quan chức hay dân thường. Mặc dù vậy, vẫn nhiều quan chức cấp cao và quý tộc thích thú, đam mê Diệp Tử Hí. Theo kinh viên tiểu ngữ, nhiều quan lại, học giả đã chơi bài cả ngày lẫn đêm một cách điên cuồng và nói rằng nó cực kỳ thú vị cho đến khi nhà Minh sụp đổ. Một số cư dân mạng Trung Quốc đã so sánh việc các quan chức ngày nay ham mê chơi trò ném trứng cũng giống như quan lại ham mê chơi dịp tử hí vào cuối thời nhà mình lý nguyên hoa cho rằng vào thời điểm kinh tế suy thoái xã hội biến dạng quan chức đều nằm ngửa việc bộ máy quan liêu mê mẩn cho ném chứng đến mức hình thành một vòng văn hóa chính thức là điều rất kỳ lạ giờ đây nó lại trở thành một vấn đề chính trị và bị các phương tiện truyền thông hàng đầu của đảng cộng sản trung quốc dùng để đấu đá lẫn nhau có thể thấy đây chính là dấu hiệu cho thấy sự suy tàn của đảng cộng sản trung quốc Thông tin vừa rồi đã khép lại cho một điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.